Trong nhiều tháng qua, cùng với cả nước gồng mình chống đại dịch Covid-19, đã có nhiều tổ chức cá nhân xung phong tình nguyện ra tuyến đầu. Có người góp sức, góp tiền, góp gạo hay tặng quà. Còn với những em nhỏ, thành phố Cần Thơ cũng không ngoài tinh thần ấy, giúp việc tham gia vẽ tranh cổ động mang nhiều thông điệp và ý nghĩa trong mùa dịch. Khi nghe nhà trường phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động phòng chống dịch Covid-19, theo sự hướng dẫn của giáo viên phụ huynh, em Phạm Thành An bắt đầu tìm hiểu trên mạng, sau đó lên ý tưởng rồi tiến hành vẽ tranh. Tuy bức tranh của em còn ngây ngô, nếp vẽ còn nguệch ngoạc, nhưng trong tác phẩm ấy, em An đã cho chúng ta thấy được cảm nhận của em về tác hại của dịch bệnh cũng như cách phòng ngừa. Dạ, qua bức tranh này con muốn mọi người tự phòng cái dịch này bằng cách là dọn nhà cửa của mình, rửa tay, đeo khẩu trang khi ra đường. Nếu có bệnh sốt ho, phải ra cơ sở y tế để chữa trị kịp thời. Phong trào vẽ tranh cổ động đại dịch Covid-19 được trường tiểu học Nguyễn Du, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phát động hồi cuối tháng 2. Đến tháng 3, nhà trường đã nhận được gần 500 tác phẩm từ các tác giả nhí. Qua đây cho thấy tinh thần tích cực của các em trong phòng chống dịch. Cuộc thi này rất có ý nghĩa cho cả bé và cộng đồng để cho bé nhận thức được cái dịch bệnh, cả dịch bệnh corona hoặc là những cái dịch bệnh khác. Bé rất là hào hứng trong vấn đề phòng chống cái dịch corona này. Thì các em hưởng ứng rất là tốt, cái ý thức rất là cao và vẽ nên những có những cái ý tưởng rất là hay về cái phòng chống dịch bệnh hiện nay. Thì tổng số học sinh tham gia là được gần 500 tranh, thì trong đó là gần 200 tranh là đạt yêu cầu các em vẽ đúng nội dung. Bằng những tư duy và ý tưởng còn trẻ thơ, nhưng qua nội dung bút vẽ, các em đã có ý thức tốt trong tự bảo vệ bản thân và gia đình về phòng chống dịch. Không những thế, trong tranh vẽ của các em còn có cả những hình ảnh đầy xúc động về các y bác sĩ đang chiến đấu với dịch bệnh để cứu người, những chiến sĩ canh gác ngăn chặn dịch nơi tuyến đầu biên giới, cùng nhiều hình ảnh đẹp trong mùa dịch cũng được các em nêu lên trong bức tranh. Cái nội dung bên đây là mọi người không có làm đúng theo cái bộ y tế cho, bởi vì trái đất nó mới buồn, là giống như người ta không bịt khẩu trang ở chỗ đông người á, còn ở đây là không thường xuyên rửa tay, còn cái người này hay lấy tay xoa lên mặt đó, còn người này thì để virus nó sống vậy là hay nằm trong phòng máy lạnh, virus nó rất là dễ sống. Dạ, con Luna rất là dễ sống. Dạ, còn bên này thì mọi người làm đúng theo cái luật bộ y tế nên trái đất nó vui. Đầu tiên là người ta hay vận động ngoài nắng, còn ở đây là thường xuyên rửa tay. Ở bên còn lại là hạn chế ra ngoài đường, mà nếu có ra ngoài đường thì sẽ phải bịt khẩu trang. Dù cuộc thi không rộn ràng, không náo nhiệt như những lần thi trước, nhưng đây là một cách tuyên truyền rất hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh và các bậc phụ huynh cùng người thân trong gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do trong thời gian các em nghỉ học phòng chống dịch bệnh, do đó nhà trường chỉ tổ chức một kênh nhận tranh của các em học sinh, đó chính là các em sẽ vẽ tranh tại nhà, sau đó phụ huynh sẽ chụp hình cái tranh vẽ đó và gửi qua group Zalo của lớp đến với cô chủ nhiệm, và cô chủ nhiệm sẽ tổng hợp lại và gửi lại cho tổ mỹ thuật, và tổ mỹ thuật sẽ tổng hợp và có bước chấm sơ khảo. Sau khi các em học sinh đi học lại thì tổ mỹ thuật cũng như là ban giám khảo sẽ tổ chức thẩm định và chấm một lần nữa để chọn ra những cái tranh có chất lượng để khen thưởng và thực hiện việc trưng bày tranh ở góc trưng bày của trường. Mời các đồng chí, quý vị quan tâm theo dõi và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi qua địa chỉ email ngườitốtviectot.thnd@gmail.com hoặc gửi thư về địa chỉ Phòng Xây dựng Đảng, Truyền hình Nhân dân, 71 Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.